Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe bán tải của Mazda nó cũng gần giống như những chiếc xe bán tải của Ford các bạn nhé. Đều có phiên bản 2.2, phiên bản 3.2. Thì chiếc xe ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2 các bạn nhé. Phiên bản 3.2, số tự động 2 cầu, nó giống như chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 đấy các bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và chiếc xe này lăn bánh được 12.800.000 rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt ở chiếc xe này tôi sẽ giới thiệu từ từ cho quý vị và các bạn cùng xem, đó là chiếc xe này được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ xịn các bạn nhé.
Đấy, ở cái phiên bản 3.2 thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 này là một cái khối động cơ diesel các bạn nhé. Động cơ diesel với dung tích 3.2 lít rất là khỏe rồi các bạn này. Chạy những chiếc xe này rất khỏe và nó là động cơ diesel, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Nhiều quý vị và các bạn bảo chấm to này thì đi tốn nhiên liệu, nhưng thực ra là động cơ diesel tức là máy dầu ấy, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn cũng là nguyên bản này, chưa có làm lại đâu nhá, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 12 vạn 8 thôi. Đấy, chăm sóc bảo dưỡng đều thì cái động cơ này đi nó rất là bền các bạn nhé, chưa có phải làm gì cả luôn, rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2 2014. Đấy, rất là đẹp, rất là mới như này đây các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ nội ngoại thất, động cơ, kể cả là về phần gầm của chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2, sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 12.800.000 km. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.